Nhận định Uganda với Ai Cập, 2 giờ ngày 1 tháng 7, bảng ACAN Cup 2019, sân Cairo International. Việc chỉ cần một điểm đang khiến cho Ai Cập bị nghi ngờ về động lực thi đấu. Khả năng cao huấn luyện viên Javier Aguirre sẽ chủ động cất các trụ cột để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Tỷ lệ kèo, phong độ thành tích đối đầu và đội hình dự kiến của hai đội, link trực tiếp ở phần mô tả video. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Congo ở lượt trận thứ 2 vừa rồi đã giúp cho Ai Cập chính thức là đội đầu tiên có được tấm vé vào vòng 1/8 ở CAN Cup 2019. Hiện tại, với 6 điểm có được sau 2 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Javier Aguirre đang dẫn đầu tại bảng A. Hơn đối thủ thứ 2 là Uganda 2 điểm và đội đứng thứ 3 là Zimbabwe 5 điểm. Ở lượt đấu cuối, Ai Cập sẽ có cuộc chạm trán với Uganda. Kết quả của cuộc đụng độ này có ý nghĩa sẽ quyết định đến vị trí dẫn đầu tại bảng A. Ở khoảng cách 2 điểm, chỉ cần một kết quả hòa là thầy trò huấn luyện viên Javier Aguirre sẽ chắc chắn có được ngôi đầu. Với thực lực của mình, lại sau những gì đã thể hiện, không chỉ là một kết quả hòa, thậm chí chiến thắng cũng nằm trong khả năng của Ai Cập. Lúc này trên bảng xếp hạng FIFA, Ai Cập đang đứng cao hơn Uganda tới 22 bậc. Bên cạnh đó, ở những lần đụng độ trước đây, The Pharaohs cũng hoàn toàn chiếm ưu thế. Cụ thể như 9 trận gần nhất họ đã giành tới 8 chiến thắng và chỉ để thua 1. Riêng trên sân nhà, ở 4 lần cuối cùng tiếp đón đội bóng có biệt danh The Cranes này, Ai Cập cũng đã toàn thắng. Không những thế, xét về mặt lực lượng, đội chủ nhà của CAN Cup năm nay cũng tỏ ra hoàn toàn áp đảo so với vị khách đến từ Đông Phi khi sở hữu những cái tên đầy chất lượng với đầu tàu là Mohamed Salah. Trong khi đội hình mà Uganda mang tới giải đấu lần này không có cái tên nào quá nổi bật để có thể kỳ vọng. Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, Uganda vẫn chưa cho thấy sự chắc chắn của mình ở giải đấu năm nay. Họ mở màn đầy ấn tượng bằng chiến thắng tới 2-0 trước đối thủ mạnh hơn là CHND Congo. Thế nhưng ngay sau đó ở lượt trận thứ 2, họ lại dễ dàng bị đối thủ dưới cơ là Zimbabwe cầm hòa với tỷ số 1-1. Chính vì vậy, những lo ngại cho thầy trò huấn luyện viên Desabre cũng là không ít. Tuy nhiên, vẫn có những hy vọng vào mùng một kết quả tích cực cho Uganda ở trận này khi biết rằng việc chỉ cần một điểm đang khiến cho Ai Cập bị nghi ngờ về động lực thi đấu. Khả năng huấn luyện viên Javier Aguirre sẽ chủ động cất các trụ cột để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp là rất cao. Sự nghi ngờ ấy cũng được thể hiện trên sàn giao dịch châu Á khi trận này Ai Cập chỉ được xếp ở tỷ lệ -1/2. Cần biết rằng, ở lần gần nhất tiếp đón Uganda, The Pharaohs cũng đã chấp tới một hòa, trong bối cảnh mà chỉ cần một kết quả hòa cùng. Thì rõ ràng diễn biến này trên thị trường càng cho thấy khả năng giành 3 điểm của Ai Cập là không cao. Chính vì thế, sẽ là không thực sự an toàn để đặt niềm tin cho họ ở cuộc đụng độ sắp tới. Trong một diễn biến khác, với mốc tổng bàn thắng được niêm yết ở mức 2 hòa cũng thắng lợi nhuận khá cân bằng, kịch bản tương từng lưới rung cũng bị nghi ngờ ở trận này. Trên thực tế, việc chỉ cần một kết quả hòa là sẽ cùng dắt tay nhau đi tiếp đang khiến cho quyết tâm thi đấu của cả hai đội là không cao. Chưa kể kết quả đối đầu gần đây cũng chứng kiến rất ít bàn thắng được ghi, vì thế nên đặt niềm tin cho mốc dưới của trận đấu.